So tài mâm tiệc Halloween, nhìn là giật mình. Trùng cuối khiến chồng con khóc thét, không dám ăn. Mỗi dịp Halloween, hội chị em yêu bếp lại khiến cộng đồng mạng mắt tròn mắt dẹt với loạt món ăn mang phong cách lễ hội ma, vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Mùa Halloween năm nay, chị Ngô Thu, 40 tuổi, tại Hà Nội đã sáng tạo ra món lẩu ma quái Hadi Lao gồm các thành phần tôm phỉ thúy zombie, óc lợn đầu lâu, mọc mắt, xúc xích móng tay, mì trứng mắt và bia mộ tổng hợp. Óc lợn hay thịt bò là những nguyên liệu tuyệt vời để nhúng lẩu, nhưng cách sắp xếp của chị Thu Ngô khiến món ăn mang màu sắc kinh dị. Chị Thu cũng trang trí những chiếc cốc bằng băng gạc và gắn mắt để tăng phần kinh dị cho bữa tiệc ma. Trái ngược với mâm cỗ cảm giác mạnh của chị Thu Ngô, bữa tiệc Halloween này mang phong cách dễ thương, chuẩn tinh thần, ngon, sạch, lành do chính tay các bé chuẩn bị. Và chung cuối, chị Thùy Linh, một phú bà tại Hà Nội đã dành ra hẳn 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị mâm tiệc, nhưng cả chồng con chị đều không dám ăn. Chị chia sẻ, nhìn sợ vậy thôi nhưng đều là những món rất dễ chế biến. Bản thân chị cũng không dám ăn những món có hình thức kinh dị mà mình làm ra vì lý do mới hút mỡ, cần ăn theo chế độ riêng. Bài đăng của chị cũng gây tranh cãi vì mọi người cho rằng không nên ăn đồ ăn dạng kinh dị vì khá khó coi. Trên thực tế, ở các nước phương Tây, nơi lễ hội Halloween thịnh hành thì việc chế biến đồ ăn theo phong cách kinh dị là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Halloween thường tập trung vào việc hóa trang đi lễ hội để coi nhà cửa, chứ chưa phổ biến chuyện làm các món ăn. Bởi vậy, bàn ăn của phú bà gây tranh cãi cũng là điều dễ hiểu. Sợ quá, sợ quá. Còn bạn, bạn thấy sao về những mâm tiệc này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.